chương một chương 1 bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com ông ấy có mái tóc hoa râm hai bàn tay mềm mại đôi mắt khó tính như lại có vẻ phúc hậu ông nhìn tôi từ trên xuống dưới như quan sát xem có vi khuẩn nào co mãi một lúc mới mở miệng tốt nghiệp đại học khoa quản trị nhà hàng khách sạn dạ tại sao muốn làm phụ bếp cho tôi vì cháu thích có biết công việc này thế nào hay co Dạ, rửa chén, lặt rau, vo gạo, chú sai gì thì cháu làm nấy, ông ấy lại nhìn tôi kiểu ấy lần nữa, nhưng xoáy vào gương mặt tôi, khiến tôi càng thấy căng thẳng, tôi có nghĩ một người tốt nghiệp đại học lại muốn làm công việc đó, cháu muốn học chú, đó là, niềm đam mê. Học tôi. Nếu là đam mê, hẳn cô phải nấu được món nào đấy? Món spaghetti à, ai cũng bảo cháu làm rất ngon, vị đầu bếp đứng tuổi suy nghĩ một lát rồi bảo tôi làm cho ông ấy một đĩa spaghetti. Có khó, tôi đã làm nó 70 lần rồi. Format, mì ý, cà chua và xì dầu, thêm chút bột năng, nhưng spaghetti của tôi còn có, cà ri, hi hi, đây gọi là spaghetti à. Con ngon à. Phải gọi nó là món, xem nào, hồng yên mì da. Hồng yên mì da, tôi tên là Hồng Yên, tôi chưa ăn món spaghetti nào có cà ri trong ấy cả. Nó làm vị bớt ngán hơn mà, hi hi. Nhưng tôi thừa nhận, là nó tạm được, cái gật gù của ông ta làm tôi thở phào trời ạ, à, chỉ thiếu chút nữa là tôi lột tạp về quăng đi và chạy ra ngoài rồi, một tháng 2.5 triệu, làm 7 ngày, thưởng cuối tháng nếu quán đông khách, ok. Ok, đó là buổi gặp gỡ đầu tiên của tôi và sư phụ vị chủ quán Âu Việt rất nổi tiếng của thành phố, tôi đã học được rất nhiều, ông bảo rằng, tôi sinh ra để làm nghề này, một đầu bếp nhà hàng. Và câu ấy làm tôi hạnh phúc, cái xô để ở đây bự chà bá, mà cỏ đá đổ được là sao hả? Ai bảo bà để cái xô giữa đường, lối đi có chút xíu? Vậy là mày cố tình đạp phải co. Sao hả? Lại nữa, hầu như mỗi ngày cái khu phòng trọ này đều có mấy cuộc cãi và nhảm nhí kiểu như thế, đáng nói hơn là hình như luôn có phần của nó, con nhỏ sống cùng phòng với tôi, Thúy Vân. Cái tên đẹp như, truyện kiều. Mà nó thì có hiền như cô em, khuôn trăng đầy đặn, băng thanh ngọc khiết ấy, thôi, vô đi, xin lỗi cô, xin lỗi gì chứ, mặc cho tôi kéo nó vào trong thế nào, Vân cứ ngẩn cổ cãi với bà ở đối diện, mà bà ấy thì cũng có vừa gì đâu. Đinh tai, nhức ốc suốt, tôi bất lực bỏ vào trong nhà, nằm xuống cái nệm đen sị mấy tháng co giặt, hai đứa con gái lười biếng và ở dơ như nhau chấm a -h, h h h h, tôi còn phải đi tắm, nghĩ tới chuyện tắm, thiệt chán gần chết. Khu nhà trọ 5 phòng mà chỉ có một phòng tắm ở cuối hành lang, nhỏ như cái hộp quẹt, mà còn phải xách nước nữa. Ủa, sao quay vô? Có người rồi, tôi thở dài thả cái xô xuống, tại sao phải chịu cảnh này, thử hỏi, có phải người ta vì niềm đam mê mà dám từ bỏ mọi thứ hay có chấm B ơi, chị đi theo em qua bên kia. Bên nào? Khu B, nói xong nhỏ kéo tay tôi ra ngoài, bóp khóa phòng và chạy sang khu B phía bên trái cầu thang chính, ở đó cũng có một phòng tắm nữa, hai thanh niên đang bước vào, anh ơi, mỗi khi Vân nhờ ai giúp, cái giọng của nó lại ngọt như thế, tôi có sao chịu nổi gai ốc sẩn lên hết, ác ác, gì đấy em gái, một trong hai anh chàng quay lại, vẻ mặt khá khôi ngô, hỏi giọng cũng ngọt co kém, chị em, đi làm cả ngày, mệt lắm, mà khu A bọn em, phòng tắm kín rồi, anh nhường cho chị em trước nhé. Chị em, trông vẫn sạch hơn bọn anh, bọn anh đã co tắm ba ngày rồi, anh này, đã co tắm ba ngày thì nhìn thêm 30 phút đã là gì, tôi kéo nhẹ tay Vân Ý bảo thôi, nhưng nó cứ rào đón tiếp, anh bạn còn lại chỉ khoanh tay ra vẻ quan sát, thôi nhé, em xin lắm nhưng anh có phải loại háo sắc, em cảm phiền bảo chị em chờ bọn anh 15 phút, thì bọn anh sẽ dâng hiến phòng tắm này cho đàn ông gì mà có biết xúc động trước phụ nữ khốn khó, ác ác. Tôi sắp ói chết rồi, đột nhiên anh chàng khoanh tay kéo anh chàng khôi ngô lại, khoát tay bảo tôi vào đi, có nói tiếng nào, hơ, và vâng đẩy tôi vào trong ngay lập tức có bỏ lỡ cơ hội. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.